Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Anh Khoa là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất của làng nhạc miền Nam trước 1975. Ông sở hữu giọng hát truyền cảm và nhẹ nhàng, gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả yêu nhạc trữ tình suốt hơn 50 năm qua. Ca sĩ Anh Khoa tên thật là Trần Công Khai, sinh năm 1948 tại Phan Thiết, trong gia đình có đến 12 người con. Thời trung học, ông được theo học tại ngôi trường nổi tiếng của Phan Thiết là Phan Bội Châu. Ông cũng là trường mà ca sĩ Nhật Trường, Trần Thiện Thanh đã theo học trước đó. Năng khiếu về ca hát của anh Khoa đã thể hiện từ khi còn ngồi ghế nhà trường, khi vào năm 1960, ông đại diện địa phương được cử vào Sài Gòn tham gia giải văn nghệ ấp chiến lược toàn quốc tại rạp Quốc Thanh và đạt giải nhất với ca khúc Biệt Kinh Kỳ, được nhận bằng khen của Tổng thống cùng số tiền thưởng 5.000 đồng, một số tiền rất lớn khi đó. Năm đó anh Khoa mới được 12 tuổi và ông đã dùng tiền này để mua sách về tự học nhạc, là tiền đề để có thể theo đuổi con đường âm nhạc sau này. Thấy anh Khoa mê nhạc, dù điều kiện tài chính gia đình rất khó khăn, nhưng mẹ của ông vẫn chiều ý và mua cho con một cây guitar bass. Tuy nhiên, cũng vì cây đàn quý giá này mà ông lơ là việc học vì suốt ngày chỉ ôm đàn theo bạn bè đi tập nhạc. Ban nhạc đầu đời mà anh Khoa tham gia là ban nhạc trẻ ở quê nhà, lấy tên là The Sierbia, nhưng không tồn tại được lâu, thời bấy giờ ông mới học hết bậc trung học để nhất cấp. Hết cấp 2 so với ngày nay, vì gia đình trở nên túng quẫn, nên anh Khoa quyết định nghỉ học để một mình vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội ca hát lập nghiệp. Kể từ đó, sự nghiệp ca hát của ca sĩ anh Khoa phải trải qua nhiều khó khăn lận đận trong khoảng 5 năm trước khi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Khi mới đặt chân đến Sài Gòn ở tuổi 17, anh Khoa chưa phải là tay đàn hay là ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ được đi hát một thời gian ngắn với ban nhạc Liszt Milan, rồi quay về Phan Thiết vì ông tự cảm thấy không thể đi được đến đâu. Thời gian sau đó, anh Khoa lại đi bụi ra thành phố biển Nha Trang để tìm cơ hội. Nhờ một người bạn giới thiệu, ông gia nhập được một ban nhạc trẻ chơi cho các câu lạc bộ Mỹ. Mặc dù khả năng của anh Khoa vẫn còn hạn chế cả về giọng hát lẫn khả năng Anh ngữ, nhưng đó là thời điểm quân đội Mỹ bắt đầu vào Việt Nam từ năm 1965. Các thành phố ở lớn miền Nam, trong đó có Nha Trang, có sự hiện diện rất nhiều của quân nhân Mỹ. Nhu cầu nghe nhạc Mỹ tại các club tăng cao và rất khan hiếm các ban nhạc hát nhạc nước ngoài. Vì vậy mà giọng hát mang tính nghiệp dư của anh Khoa cũng được chấp nhận để đi trình diễn. Tại Nha Trang, anh Khoa vừa đi hát mỗi đêm vừa tiếp tục theo học bậc trung học đệ nhị cấp 3 hiện nay tại trường Nguyễn Huệ. Nhưng vì mê hát không chuyên tâm học hành nên ông bị thi rớt tú tài 2. Được một thời gian, anh Khoa đã đến sông Mau, cách Phan Thiết 20 km, để xin vào đàn hát cho những club Mỹ được một thời gian ngắn trước khi quyết định vào hãng Sài Gòn để lập nghiệp. Đó là năm 1968, khi ông vừa tròn 20 tuổi. Tại đây Sài Gòn, anh Khoa được nhận vào chơi guitar bass cho một ban nhạc trong club Mỹ, sau đó được giới thiệu sang chơi bass trong ban nhạc Jean Marcel ở Vũ trường Tự Do. Kể từ đó, anh Khoa được tham gia vào môi trường ca hát chuyên nghiệp, bắt đầu được gặp gỡ với nhiều nghệ sĩ có tên tuổi của Sài Gòn để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Với hình ảnh một người nghệ sĩ vừa đánh bác vừa có giọng ca truyền cảm, anh Khoa đã gây được chú ý với khán giả tại Vũ trường Tự Do, danh tiếng thời đó. Đó cũng là thời gian ông truyền sang hát nhạc Việt, với sự khuyến khích là bầu xô là ca sĩ Joe Marcel. Năm 1969, Joe Marcel chuyển sang khai thác phòng trà Queen Bee. Anh Khoa theo chân để trình diện tại tầng giới của Queen Bee cùng các ca sĩ Carol Kim, Ngọc Mỹ, Như An. Thời đó, Queen Bee chia làm hai tầng. Tầng trên có thể xem là phòng VIP sang trọng hơn, là sân khấu của những ca sĩ danh tiếng. Lúc đầu, anh Khoa chỉ được hát ở tầng dưới. Sau đó, khi được Joe Marcel đưa lên hát ở tầng trên trong chương trình của Lệ Thu, thì anh Khoa mới bắt đầu thật sự tạo được chú ý. Hôm đó, vì một ca sĩ vắng mặt nên anh Khoa được đưa lên tầng trên để hát thế với ca khúc Bài Không Tên số 3. Giọng hát truyền cảm của ông đã gây ấn tượng mạnh với nhạc sĩ Vũ Thành An đang có mặt và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. Từ sau hôm đó, anh Khoa hát thêm nhiều ca khúc khác của Vũ Thành An và đều rất được yêu thích. Sang năm 1970, do Marcel rời Queen Bee để lập phòng trà Rit, bắt đầu thực hiện những chương trình nhạc do Marcel thu thanh trực tiếp từ phòng trà.
Giọng hát anh Khoa đã xuất hiện trong hầu hết những ban nhạc do Marcel, trở thành một trong những nam ca sĩ nhạc trữ tình được yêu thích nhất từ thập niên 1970. Thời gian này, anh Khoa cũng chính thức nhập ngũ vào binh chủng không quân và được biệt phái vào đoàn văn nghệ. Chỉ trong 5 năm đầu của thập niên 1970, anh Khoa đã thu âm hàng trăm bài hát và trở thành một ca sĩ rất ăn khách. Báo chí thời đó đã viết rằng ca sĩ anh Khoa bước chân vào nền âm nhạc Việt Nam bằng đôi hia bảy dặm. Tháng 4 năm 1975, cũng như tất cả các đồng nghiệp khác của làng nhạc Sài Gòn, anh Khoa mất tất cả sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao. Công việc duy nhất mà ông biết từ lúc rời ghế nhà trường là ca hát, nhưng từ đó không còn hành nghề được nên rất chán nản. Sau một thời gian, ông bắt đầu được đi hát trở lại cho đoàn nhạc của Ngọc Giao ở các làng, xã nhỏ ở vùng quê xa xôi. Từ khoảng năm 1977-1978, anh Khoa gia nhập ban kịch Thẩm Thúy Hằng và xuất hiện trong phần phụ diện tân nhạc. Sau hơn một năm, anh Khoa bắt đầu được hát trở lại ở các tụ điểm các câu lạc bộ văn hóa ở Sài Gòn và được biết đến nhiều qua những tác phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến như Thành Phố Trẻ, Mặt Trời Bé Con, Vết Chân Tròn Trên Cát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.